Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chủ trương đầy tính nhân văn, không chỉ mang đến cho những người đã chấp hành xong án phạt tù, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, mà còn trao cho họ cơ hội được đóng góp cho sự phát triển của xã hội và cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại thời điểm tháng 9 năm 2024 có 3.669 người chấp hành xong án phạt tù đã về tái hòa nhập với cộng đồng trong thời gian 5 năm. Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đã ký kết chương trình phối hợp số 175 giai đoạn 2024-2028 sau gần 1 năm triển khai thực hiện. Công an các cấp đã phối hợp rà soát lập danh sách người đủ điều kiện để Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết cho 232 người chấp hành xong án phạt tù được vay với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Cơ quan hình sự công an cấp huyện cũng đã tổ chức rất nhiều cái mô hình để hướng nghiệp, dạy nghề, rồi thì là cho vay vốn, rồi tạo các việc làm rất là thiết thực hiệu quả đối với người chấp hành án phạt tù. Và đồng thời đó thì chúng tôi tổ chức tốt cái công tác tập huấn cho cái lực lượng của công an cấp huyện, thị xã, thành phố và đặc biệt là cái lực lượng công an cấp xã để làm tốt cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về cái quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đối với người chấp hành xong án phạt tù. Có thể nói là việc triển khai thực hiện quyết định số 22 đạt rất nhiều cái kết quả tích cực. Với nguồn vốn vay và sự cố gắng của bản thân cùng gia đình, những người chấp hành xong án phạt tù đã có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhiều người đảm bảo đủ điều kiện, có kế hoạch làm ăn tốt, đã được vay với số tiền tối đa 100 triệu đồng. Sau khi trở về địa phương, gia đình cũng khó khăn và bản thân cũng tự ti, cho nên nhưng mà nhờ có địa phương cũng như là công an của thị trấn và ngân hàng chính sách cũng rất là quan tâm tới động viên và ngân hàng chính sách hỗ trợ cho gia đình vay 100 triệu để đầu tư mua phân bón rồi cho chăm sóc cho cây sầu riêng. Và hiện tại thì cây sầu riêng cũng đạt được kết quả, cho nên bản thân cũng xóa đấy cái tự ti mà cảm và cũng cảm thấy là hòa nhập với cộng đồng. Trong thời gian em về thì bà con trong làng xóm thì không kỳ thị, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tới lui thăm hỏi, đặc biệt là bên ngân hàng và lực lượng công an tới thăm hỏi và hỗ trợ em vay vốn 100 triệu để làm lại cuộc đời, trở thành một công dân tốt. Trong số tiền 100 triệu đó thì em đã về trồng cà phê. Hy vọng trong thời gian tới, việc giải quyết hỗ trợ cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng vay vốn ưu đãi sẽ được mở rộng, góp phần giúp cho những người chấp hành xong án phạt tù thuận lợi hơn trên con đường hoàn lương, góp phần giảm tình trạng tái phạm, đảm bảo tốt hơn an ninh trật tự xã hội.